Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Tu luyện cố sự có nhan đề Đạo địa ngục trong lục đạo luân hồi. Bài viết của tác giả Quá Khách. Truyền thuyết kể rằng, sinh mệnh trong tam giới phải luân hồi trong lục đạo. Thiên nhân đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo và ngạ quỷ đạo. Sáu đạo này sẽ có hoàn cảnh sinh tồn khác nhau. Trong đó địa ngục đạo là nơi khổ nhất. Trong tôn giáo và truyền thuyết dân gian có rất nhiều mô tả về hoàn cảnh sinh tồn nơi địa ngục. Thần Phật giảng về địa ngục vì để khởi tác dụng như một lời khuyên răn, cảnh báo thế nhân không được hành ác vô độ. Tống Nhàn Bính từng miêu tả về địa ngục như sau: những kẻ khi sống làm việc ác sẽ bị áp giải vào đường nước sôi, đường lửa, đường dao. Phạt nước sôi như vách núi lở, gươm đao dựng đứng như thế núi cao sừng sững. Quỷ sai rưới đồng nuôn chảy khắp thân kẻ đó cho xác thịt nát tươm. Phải nuốt viên sắt nóng đến mức miệng bốc đầy khói. Xác thịt bị chặt, bị đập đến khi máu huyết chảy đầm đìa. Hàn băng giá rét thấu xương khiến da thịt tê cống nứt nẻ. Thân thể thịt nát xương tan, gió nghiệp thổi vào thì lại sống lại. Vong mệnh chết đi thì quỷ la sát lại cho kẻ đó uống thuốc tái sinh. Những lời này kể lại hết thảy những cảnh tượng khủng khiếp, kinh hãi của địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Địa ngục đạo là một đạo trong luân hồi, nhưng lại không giống những đạo khác. Ở chỗ là sinh mệnh trong các đạo khác vẫn có cơ hội tiếp tục luân hồi. Nhưng sinh mệnh mà đã rớt vào địa ngục đạo thì phần lớn sẽ vĩnh viễn không còn có cơ hội luân hồi nữa. Sinh mệnh trong đạo ngạ quỷ tuy rằng rất khổ, nhưng vẫn có thể lang thang các nơi tìm thức ăn. Còn những tội đồ trong địa ngục đạo vừa không được tự do, không thể chạy trốn, vừa phải chịu đủ mọi thụ hình tra tấn. Địa ngục đạo là một phạm vi thời không rộng lớn, bên trong nó có vô số thời không nhỏ hơn. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từng giảng về 18 tầng địa ngục, còn thấp hơn nữa thì ông không giảng. Tư tưởng của người xưa nói chung khá đơn giản thiện lương, cho nên chỉ cần miêu tả về 18 tầng địa ngục cũng đủ khiến người ta thấy khủng khiếp đáng sợ rồi. 18 tầng địa ngục mà tôn giáo giảng là địa ngục bạc thiệt, rút lưỡi, địa ngục tiễn đao, kéo cắt, địa ngục thiết thụ, cây sắt, địa ngục nghiệt kính, gương soi tội ác, địa ngục chân lung, lồng chân, địa ngục đồng trụ, trụ đồng, địa ngục đao sơn, núi đao, địa ngục băng sơn, núi băng, địa ngục dầu oa, vạc dầu, địa ngục ngưu khanh, hố trâu, địa ngục thạch áp, đá đè, địa ngục thun cửu, cối giả, địa ngục huyết trì, bể máu, địa ngục uổng tử, chết oan, địa ngục trách hình, phanh thây, địa ngục hỏa sơn, núi lửa, địa ngục thạch ma, cối xay đá mài sát, địa ngục đao cư, đao cưa. Tầng tầng thời không của đạo địa ngục không phải được sắp xếp theo từng tầng như kiểu tầng hầm, mà là những cấu trúc thời không khác nhau, đồng thời tồn tại cùng lúc, cùng chỗ. Sinh mệnh nào rơi rớt đến đây thì đều phải chịu thụ hình trong thống khổ đau đớn để hoàn trả cho hết những nợ nghiệp đã tạo ra trong đời trước. Cái khổ trong địa ngục chủ yếu là cực lạnh, cực nóng và cô độc. Chúng ta có thể hình dung cảnh tượng thống khổ khi chỉ mặc quần áo mỏng manh, sinh tồn ở Bắc Cực và Nam Cực. Hoặc khi da thịt bị lửa thiêu cháy bừng bừng, bạn cảm thấy bạn có thể chịu đựng được trong bao lâu?
mà sự cảm thụ của sinh mệnh trong địa ngục về nỗi thống khổ ấy lại còn mẫn cảm hơn thế. Cảm giác cực lạnh và cực nóng trên trái đất đối với họ bất quá chỉ như trải qua một kỳ nghỉ, không là gì so với ở địa ngục. Địa ngục nổi tiếng nhất là địa ngục vô gián, hay còn gọi là vô gián đạo. Những kẻ bị đọa vào địa ngục vô gián đều là những kẻ vô cùng ác độc, đã phạm phải những tội ác vô cùng nghiêm trọng, chẳng hạn như phá hoại quy luật của vũ trụ. Tại sao phá hoại quy luật của vũ trụ lại là trọng tội? Bởi vì toàn bộ vũ trụ được tạo nên bởi Phật Pháp, cho nên phá hoại quy luật của vũ trụ cũng tương đương với phá hoại Phật Pháp, được coi là trọng tội và bị đánh vào địa ngục vô gián, vĩnh viễn không còn hy vọng được giải thoát, không có cảm thụ nào khác ngoài sự thống khổ. Các địa ngục khác, chẳng hạn như địa ngục rút lưỡi là nhẹ nhàng nhất. Âm sai dùng cái kìm sắt lớn kẹp lấy lưỡi của tội nhân rồi kéo ra ngoài, thẳng tay rút lưỡi người đó ra, sau đó đổ vào một loại nước thuốc thì lưỡi có thể mọc trở lại ngay lập tức, rồi lại bị rút, lại bị kéo. Khi thụ hình tra tấn thì đau đớn, thống khổ không sao tả xiết. Khi không bị tra tấn thì có thể thuyên giảm được một lúc. Còn ở địa ngục vô gián thì khác. Vô gián nghĩa là phải chịu đựng tra tấn không ngừng nghỉ, thân thể thời thời khắc khắc bị hỏa ngục thiêu đốt. Dây thần kinh cảm giác đau đớn của con người khó mà chịu đựng nổi sự thiêu đốt của lửa. Nhưng trong địa ngục vô gián thì sẽ bị hỏa ngục mạnh mẽ thiêu đốt. Do đó nơi đây còn được gọi là địa ngục thiêu đốt A Tỳ. Nhưng địa ngục vô gián vẫn chưa phải là địa ngục đáng sợ nhất. Bên dưới có nhiều địa ngục còn hơn cả thế. Đó là khi các lạp tử của thân thể, từ hồng quang đến vi quang, bị tiêu hủy từng tầng, cuối cùng đi đến tận cùng địa ngục. Ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu hủy, hình thần toàn diệt. Không còn nguyên thần thì phải chăng không cảm nhận được nỗi thống khổ đau đớn chăng? Trong kinh Phật từng giảng rằng kỳ thực sẽ không để cho kẻ ác cảm thấy thoải mái như vậy, mà vẫn lưu lại cho họ một chút ý thức, biết và cảm nhận được sự dơ bẩn và nỗi thống khổ. Họ sẽ vĩnh viễn chịu đựng như vậy. Thời gian trong địa ngục cũng khác với thời gian ở không gian nhân loại. Người ta thường nói rằng, rớt vào địa ngục thì sẽ phải chịu khổ hàng trăm, hàng vạn năm. Nhưng so với thế giới con người thì có thể chỉ là một vài ngày hoặc vài tháng. Kỳ thực ở trong hoàn cảnh đó thì thời gian đã trôi qua hàng vạn năm rồi. Mọi thứ trong không gian đó đều biến đổi trở nên nhanh hơn hoặc chậm hơn. Nhưng dù có nhanh hơn thì cũng không cảm giác thấy nhanh, mà nếu có chậm hơn thì cũng không cảm giác được là chậm. Trên thực tế, thời gian trong không gian nhân loại chúng ta đã nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Mọi vật tham chiếu như đồng hồ đều biến đổi nhanh theo. Vì thế mà người ta cũng không có cảm giác có bất cứ điều gì thay đổi. Trong kinh Phật giảng, tương lai sau hàng trăm triệu năm nữa, Đức Phật sẽ hạ thế độ nhân. Đó cũng không phải là thời gian của nhân gian, mà là thời gian của cung đâu xuất. Khi quy đổi thành thời gian nơi không gian nhân loại thì vừa đúng là thời điểm này. Một ngày phương trời, nghìn năm mặt đất. Thời gian của các không gian khác thông thường nhanh hơn nhiều so với thời gian nơi không gian nhân loại chúng ta. Khi nói đến địa ngục đạo, có thể không nhắc đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ông từng lập thề nguyện rằng: địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Ý tứ là địa ngục chưa trống không thì thể chưa thành Phật. Rất nhiều người lý giải rằng ông muốn siêu độ giải thoát hết thảy chúng sinh trong địa ngục. Kỳ thực không hẳn là mang ý nghĩa này,
Bởi làm sao có thể cứu độ một sinh mệnh với tội nghiệp đầy thân? Thiện ác hữu báo, sinh mệnh mà tội ác nào cũng dám phạm thì phải bị tiêu hủy. Như vậy mới phù hợp với lý của vũ trụ. Thần Phật cũng phải duy hộ lý của vũ trụ, trong đó đương nhiên bao gồm cả việc tiêu hủy hoàn toàn những kẻ ác không đáng được cứu vớt. Liệu nguyện vọng làm cho địa ngục trống không này có thể trở thành hiện thực được chăng? Tất nhiên là có độ khó, nhưng không nhất định là không thể. Nếu như sinh mệnh đó có cơ hội trải qua việc đại canh tân của toàn thể vũ trụ và có một vị đại giác giả cực cao chính pháp trong mỗi từng không gian khác nhau, thì những sinh mệnh không phù hợp với tiêu chuẩn của pháp lý sẽ bị đào thải. Còn những sinh mệnh nào phù hợp với tiêu chuẩn của pháp lý sẽ được đắc cứu, siêu độ và thăng hoa. Khi ấy, địa ngục chẳng phải sẽ trống không là gì. Có thể một ngày nào đó, địa ngục sẽ trống không, hoặc cũng có thể đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.